Hi, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn cho video tiếp theo của mình. Thì trong cái phần mà mình muốn sưu tầm lại những con cá săn mồi cũ, thì ngày hôm nay mình đã đi mua về một con hồng mồi màu vịt. Size cũng khá là to rồi. Thì trong video trước các bạn có thể để ý là mình từng nuôi con cá hồng vĩ nhỏ xíu thôi, chỉ bằng một ngón tay thôi các bạn. Tuy nhiên thì do mình đi kiếm các cửa hàng cá cảnh thì không còn những con hồng vĩ size nhỏ như vậy nữa. Thế nên mình đã quyết định mua một con hồng vĩ to hơn con ngày trước mình mua rất là nhiều. Hiện tại con hồng vĩ này kích thước của nó đang đạt vào tầm size tầm 12-13 cm các bạn. Nghĩa là nó rất là lớn rồi và nó đã đủ cái độ tuổi khỏe mạnh và có thể sống sót rất là tốt. Thì ở cái kích thước này thì con hồng vĩ nó có thể ăn được tất cả những cái loại thức ăn mà chúng ta có thể bỏ vào hồ được. Và con cá hồng vĩ này nó đã dạn người rồi, nó không có nhát như những con hồng vĩ các bạn mua khi nhỏ. Thì tất nhiên nếu chúng ta mua được con hồng vĩ như thế này thì chúng ta rất là may mắn, là khả năng sống sót của nó rất là cao. Nhưng là bù lại thì chúng ta sẽ bị bỏ ra một số tiền khá là lớn để có thể sở hữu được con hồng vĩ này. Ví dụ như con hồng vĩ ngày trước mình mua chỉ có giá là 70.000, to bằng một ngón tay, 50.000 hoặc là 70.000. Thì con hồng vĩ to như thế này thì các bạn có thể phải trả giá từ 120 tới 150.000 để được một con hồng vĩ bự như thế này. Nhưng ngày hôm nay mình đi mua thì mình gặp anh khách, anh chủ quán rất là dễ thương. Thì các bạn biết rằng mình mua con hoàng tử châu Phi từ cửa hàng của anh, và hôm nay mình mua thêm con hồng vĩ nữa thì anh bớt cho mình con hồng vĩ này chỉ có giá là 80.000 thôi các bạn. 80.000 để đạt được một con hồng vĩ có size từ 12 tới 13 cm là rất là rẻ và rất là khó có tiệm nào mà có thể bán cho chúng ta cái giá như vậy. Thế nên là khi chúng ta mua nhiều cá ở một cửa hàng nào đó thì tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái số khuyến mãi nào đó từ anh chủ các bạn. Rồi thì đó là cái việc mà mình mua được con hồng vĩ này. Các bạn thấy nó khỏe chưa? Nó đang cố gắng nó vượt qua khỏi cái tô của mình đấy. Đấy, các bạn thấy nó rất là mạnh. Đó. Rất là khỏe rồi các bạn. Đó, nó đang cố gắng làm gì đó. Thì đây là các bạn có thể nhìn thấy cái ngoại hình của con hồng vĩ mới của mình nó sẽ như thế nào. Một body thì nó cũng rất là đẹp, cá rất là khỏe. Thì các bạn khi chọn cá thì các bạn nên đặt vấn đề là cá khỏe đầu tiên rồi hãy chọn tới cá đẹp. Một số con tuy nó đẹp, tuy nhiên nó không khỏe. Mua về thì chúng ta nuôi sẽ chết. Tuy nhiên chúng ta nên chọn con khỏe thì nuôi sẽ được lâu hơn. Như ngày trước các bạn thấy mình mua hai con tai tượng châu Phi á, chút nữa mình sẽ cho các bạn xem. Một con màu đỏ và một con màu trắng á. Thì con màu đỏ chỉ có một ngày sau là nó chết rồi các bạn. Tại vì nó đã mắc bệnh từ cái tiệm cũ. Và khi mua về thì nó chết chỉ sau có một ngày thôi. Còn con tai tượng còn lại thì nó vẫn khỏe re các bạn. Đó. Em ra bỏ nước vào đây. Đấy. Cưng không? Các bạn thấy cưng không? Rất là cưng. Và qua nhiều cái con cá săn mồi khác thì mình vẫn rất là thích cái con hồng vĩ. Thứ nhất là màu của nó đẹp nè. Cái thứ hai là body mập nè. Cái thứ ba là rất là dễ ăn, dễ chăm sóc. Rồi thì bây giờ mình sẽ thả nó ra thôi. Vờn nó nãy giờ rồi. Thì con này mình sẽ nuôi chung với con tai tượng châu Phi và con cá nâu trong cái bể này. Chúng ta sẽ để cho nó tự bơi ra ngoài để xem nó khỏe tới cỡ nào. Chúng ta cùng chờ xem cách nó vượt ra khỏi cái tô này như thế nào để chúng ta kiểm chứng xem cái độ khỏe của nó. To khoảng tầm hơn hai ngón tay rồi.
chúng ta cùng xem nó có dám vượt được không nha. Nó không dám bơi ra ngoài đâu các bạn. Khi mình nhận cái tô xuống dưới thì nó cũng không dám bơi này. Cho mày về đó, bơi đi. Mày về đó, bơi đi, bơi đi. Bơi đi. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ quay phía dưới cho các bạn xem. Đây. Đây là hình ảnh phía dưới của con hồng vĩ. Đó. Mình sẽ bỏ hai con tai tượng ra cho các bạn xem. Hiện tại mình đang cho con tai tượng với con hồng vĩ ăn sâu nha các bạn. Đó, các bạn thấy con tai tượng trắng của mình không? Nó rất là khỏe và nó rất là sung. Còn con tai tượng mới trước thì nó chết rồi, chỉ có trong một ngày duy nhất thôi. Rồi, chúng ta sẽ thả sâu vào trong. Và các bạn để ý là khi chúng ta cho cá của chúng ta ăn sâu thì nó ị ra cục phân rất là cứng như thế này. Và nó sẽ bị tắc trong cái máy bơm. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái đỏ hút, mình hút những cái phần này ra. Hút ra các bạn, không nó sẽ rất là dơ nước. Đây, chúng ta hút ra. Ở trong này có cả những con ốc chết nữa này. Đó. Những cái phần việc mà máy bơm chúng ta không làm được thì chúng ta sẽ dùng máy hút bằng tay. Rồi, ok, thì nó đã sạch cái phần máy bơm rồi các bạn. Đó. Và hồ chúng ta đã sạch trở lại. Thì sau khi hút xong thì chúng ta có thể châm nước vào. Ừ. Và các bạn có thể để ý là khi mình thả con hồng vĩ vào bên trong thì nó đã núp vào bên trong giống như những con cá trước của mình. Vào một cái góc mà con cá nào thả vào thì nó cũng núp vào bên trong nó cả. Các bạn có thể quay coi lại những clip cũ của mình thì các bạn biết rằng ngày trước mình cũng nuôi một con hồng vĩ tương tự như hiện tại, và nó núp cũng đúng một cái góc y hệt như cái con hồng vĩ cũ của mình, chỉ có một chỗ duy nhất bên trong thôi, các bạn thấy không, nó núp vào bên trong đó. Đó, và bên trong có cả hai con tai tượng, đó là hai con, một con bèo trắng và một con bèo đen. Các bạn thấy bên trong thì rất là may, cả hai con beo này đều khá là khỏe và khá là sung, nên chúng ta không phải quá lo lắng về sức khỏe của nó. Còn những con cá mà chúng ta mua phải yếu từ tiệm về thì chỉ sau 1-2 ngày nó chết rồi các bạn, nên chúng ta cũng không cứu được. Còn những con cá đã khỏe sẵn như thế này thì chúng ta rất là an tâm. Đó, và đây là con cá nâu. Rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ qua cho tuổi cừu sừng với ngân long ăn sâu các bạn. Ngày nào chúng ta phải cho ăn nó hai thứ.
Mình hiện tại mình đã hạn chế cho ăn cá chép rồi các bạn. Cá chép mang rất là nhiều dịch bệnh và khiến cá của chúng ta rất dễ mắc cái bệnh ở ngoài. Thế nên mình đã hạn chế cho ăn cá chép từ mấy ngày gần đây rồi. Và mình chỉ cho mình ăn sâu và thế thôi. Hạn chế dịch bệnh. Rồi, đây không? Và đây là hán. Đấy, là hán ăn đi. Thì là hán của mình vừa mới trải qua gần một tuần chữa bệnh nấm xong các bạn. Và rất là may mắn là nó còn sống sót tới ngày hôm nay. Thì các bạn biết rằng cái đợt thời tiết lạnh vừa qua nó đã để lại cho mình rất là nhiều tổn thất. Từ cá bị bệnh nấm tới những con cá nó mắc bệnh khác nhau, đặc biệt là con la hán của mình nấm toàn thân luôn. Và mình đã kịp chữa cho nó. Và các bạn thấy vết sẹo trên đầu đúng không? Là do con la hán này nó đâm đầu vào cái sưởi các bạn. Thế này nó bỏng một phần đầu này. Và hiện tại nó để lại vết sẹo trên đầu nó này. Đó, các bạn thấy cái sự khắc nghiệt của cái đợt lạnh vừa rồi như thế nào. Còn con lau kính thì mình đã vứt nó đi rồi. Tại vì nó mút mắt con la hán của mình. Bình thường là con la hán kè con lau kín đúng không? Tôi nhìn tới cái đợt vừa rồi mình phát hiện là con lau kín nó mút mắt con la hán của mình. Và nó lồi ra một cục của các bạn. Nó lồi ra một cục luôn và mình đã bắt nó ra và hiện tại nó đang xẹp đi rất là nhiều này. Rất là nguy hiểm, con lau kín rất là nguy hiểm các bạn. Tại vì nó đói quá thế nên nó làm liều và chúng ta không biết được cái hậu quả như thế nào. Thì hiện tại con hán của mình đã quay trở lại, rất là năng động. Đấy, rất là may các bạn. Đây, cho nó ăn tiếp này. Đó. Và chúng ta lại tiếp tục đi hút những cái chất dơ của cái hồ con la hán này. Thì hút như thế này thì chúng ta sẽ hạn chế được bệnh rất là nhiều. Đấy. Rồi, thì video hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như like video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.